Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin khẩn, giữa tâm bão, cha Tân lên tiếng có kẻ hãm hại con, cha Tân oan ức, xin cầu nguyện cho các ngài. Kính thưa quý vị, nhiều người gần đây cho rằng việc yêu quý ai không thể bất chấp giáo lý công giáo được. Việc cha Tân yêu mến và cảm phục cha Tường là điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, gần đây, cha Tân có nhiều bài viết có hơi hướng chuyển giảng nhiều về Phật Pháp, đang khi trong cương vị linh mục công giáo khiến mọi người rất lo lắng, dễ dẫn đến rối loạn đức tin. Vừa qua, cha Tân nói về lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn và bao trùm hơn lòng bác ái của Kitô giáo khiến mọi người ngã ngửa. Nhiều người sững sờ buông lời tranh móc, linh mục Tân đang đi tu ở chùa nào, bao giờ ngài cạo đầu bôi vôi. Vậy sự thật vấn đề là gì? Chúng ta cùng nghe cha Tân giải thích vừa qua. Con xin giải thích. Kính thưa quý cha, con cảm ơn quý cha đã góp ý, con xin giải thích như sau. Thứ nhất, đây là đoạn văn con sưu tầm và lưu trữ trong comment, đang chờ chỉnh sửa để lên bài ăn chay bên đạo Phật. Con comment không nhằm trả lời cho ai cả, cụ thể là có chữ tác giả và chữ bên đạo Phật. Đoạn văn được lưu trữ trong bài viết có ổ khóa Unlimi, mà con không hiểu tại sao ai đó lấy ra được. Đoạn văn được lưu trữ trong bài viết có ổ khóa Unlimi, mà con không hiểu tại sao ai đó lấy ra được. Thứ hai, đoạn văn làm quý cha bị sốc là lòng từ bi của Phật rộng lớn và bao trùm hơn lòng bác ái của Kitô giáo. Con đã dùng đoạn lòng từ bi của Phật rộng lớn và bao la và bỏ đoạn hơn lòng bác ái của Kitô giáo trước khi mọi người góp ý. Tuy nhiên tiện đây con cũng xin được giải thích cho quý cha dễ hiểu. Cái chữ lòng từ bi của bên Phật giáo và cái chữ lòng bác ái của bên Kitô giáo. A. À, chữ lòng bác ái. Caritas cũng là gốc của thuật ngữ Chatri. Trong tiếng Anh, chỉ để những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, người yếu thế. Đối với những hoạt động như vậy, người công giáo nói riêng và Kitô hữu nói chung thường sử dụng thuật ngữ làm bác ái để thay thế tương ứng với thuật ngữ làm từ thiện. Ngoài ra, mặc dù lý tưởng và mục đích có thể là giống nhau, nhưng bản chất thuật ngữ bác ái không hoàn toàn giống với thuật ngữ từ bi của Phật giáo. B. Lòng từ bi. Chữ từ Metta có nguồn gốc từ chữ căn Bida là làm cho dịu yêu thương, chính là sự mong ước khấn nguyện cho hết thảy chúng sinh an lành. Metta không phải là tình thương vật chất, cũng không phải là tình cảm riêng tư. Metta bao trùm toàn thể chúng sanh, không trừ một ai. Cùng tồn của Metta là sự thể nhập bản ngã với tất cả chúng sanh. Sabbatha. Chữ Bi. Karuna, chữ Kanka, làm, cộng Una, là cái làm cho tâm sở người thiện thêm rung động trước sự đau khổ của chúng sinh, cái làm tiêu tan sự đau khổ của chúng sinh. Đặc tính của Karuna là thương xót trước sự đau khổ của người khác, cầu mong diệt trừ sự đau khổ của người khác. Từ là yêu thương, muốn tạo hạnh phúc cho người khác. Bi là biết động tâm trước những đau khổ của người khác, của chúng sinh. Từ là muốn người khác được hạnh phúc. Bi là không muốn người khác bị đau khổ. Viết đến đây thì chắc quý cha đã thấy lòng từ bi nó lớn hơn chữ lòng bác ái. Ví như chữ yêu nó lớn hơn chữ thích. Ba, tóm lại, con cứ nói toạc móng heo ra là muốn thuyết phục mọi người ăn cây cỏ bằng hạt giống. Còn tôm hùm, tôm Alaska thì để cho con ăn dùm cho, con xin chịu chết thay. Cha Tân viết tiếp, ăn chay bên đạo Phật. Đức Phật dạy, các thú vật đều có Phật tính, tức tính biết, nghĩa là cũng có cảm giác đau đớn, cũng sợ khổ, sợ chết và ham sướng y như con người. Điều này thì chỉ cần một chút lương tri cũng thấy được. Vì thế, do lòng yêu thương mọi loài chúng sinh, tức lòng từ bi, không muốn gây đau khổ cho bất kỳ chúng sinh nào, nên Phật khuyên mọi người nên tâm phát từ bi, yêu thương mỗi chúng sinh, tránh gây đau khổ không chỉ cho con người mà cho cả thú vật nữa. Lòng từ bi của Phật rộng lớn bao la. Từ là yêu thương, muốn tạo hạnh phúc cho người khác. Bi là biết động tâm trước những đau khổ của người khác, của chúng sinh. Từ là muốn người khác được hạnh phúc. Bi là không muốn người khác bị đau khổ.
từ beta có nguồn gốc ngữ can beta là làm cho dịu, yêu thương, chính là sự mong ước khấn nguyện cho hết thảy chúng sinh an lành. Beta không phải là tình thương vật chất, cũng không phải là tình cảm riêng tư. Beta bao trùm toàn thể chúng sinh không trừ một ai. Cùng tồn của Beta là sự thể nhập bản ngã với tất cả chúng sinh. B. Từ ngữ Kanka, làm, cộng Una là cái làm cho tâm sở người thiện thêm rung động trước sự đau khổ của chúng sinh, cái làm tiêu tan sự đau khổ của chúng sanh. Đặc tính của Karuna là thương xót trước sự đau khổ của người khác, cầu mong diệt trừ sự đau khổ của người khác. Khi ta cắt cổ một con gà, thử hỏi nó có biết đau hay không, nó có sợ chết hay không. Ta cắt cổ một con người, chặt ngón tay của một người thì sao? So sánh hai cái đau ấy, con gà có ít đau hơn con người hay không? Con gà có ít sợ chết hơn con người hay không? Sự thiệt của vật giáo bao trùm mọi động vật. Những vật có cảm giác biết đau đớn, khổ sở, biết sợ chết. Còn sự thiện của Kitô giáo chỉ bao trùm loài người mà thôi. Khi con vật mẹ nhìn thấy con của nó đau khổ hay chết, nó cũng đau khổ chứ không phải vô cảm. Nhiều con vật cũng biết khóc khi thấy con của nó bị giết. Cha tường có lẽ ăn cây cỏ vì để chữa bệnh, nhưng cũng cảm thấy thương con vật bị đau khổ, nghĩa là cũng có tâm từ bi đối với con vật nên không muốn con vật bị đau khổ. Do đó mới khuyên mọi người nên ăn cây cỏ và đừng vô cảm trước sự đau khổ của con vật. Tâm từ bi của cha tường có thể là rộng lớn hơn tâm bác ái của các cha khác. Hình như tôi, cha Tân, hoàn toàn vô cảm trước những đau khổ của những con vật mà mình ăn thịt nó. Thời Đức Phật còn tại thế, ngài không ăn chay, ai cho gì ăn ấy. Tới thời của Vua Lương Võ Đế Trung Quốc, ông đã ban sắc lệnh tất cả các tăng ni đều phải ăn chay chứ không được sát hại sinh vật. Văn hóa ăn chay thâm nhập vào Việt Nam theo Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại thừa từ Trung Quốc. Phật giáo Nam truyền xuất hiện nhiều ở các nước như Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka thì không bắt buộc ăn chay. Vì vậy nên chúng ta không chỉ trích việc ăn chay hay phải ăn chay của bất cứ ai, hết trích. Như Trà Tân khẳng định thì có vẻ trang Facebook của ngài bị hack. Tuy nhiên Trà Tân có tư tưởng hài hòa, tôn giáo là điều rất tốt. Nhưng mong ngài hãy giữ lằn danh về giáo lý giữa hai tôn giáo này. Xin Chúa chúc lành tới chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.